Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đã một lần lập gia đình. Hôn lễ của cô và chồng cô được đánh giá là trọng thể nhất sau hôn lễ của Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng, vì có đến 1.000 quan khách đến dự tiệc cưới đó. Chia lấy chồng vào năm 21 tuổi, vợ chồng Thoại Mỹ đã có thời gian sống với nhau trước đó khá lâu. Thế nhưng đến năm 28 tuổi thì lại xảy ra đổ vỡ. Thoại Mỹ tưởng hụt hẫng đến rời xa sân khấu, nhưng cô lần hồi tìm lại được sự quyết tâm và can đảm để nối tiếp con đường nghệ thuật sân khấu. Khi nhắc lại cuộc hôn nhân tan vỡ đầu tiên, Thoại Mỹ cho là lúc đó cô còn quá trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định về cuộc đời mình. Bây giờ cô có đủ kinh nghiệm trong cuộc sống và đạt được nhiều vinh quang trong nghề nghiệp. Tan vỡ cuộc hôn nhân khi còn khá trẻ đã khiến cho cuộc đời chị nhạt nhòa đi vì nước mắt và đau khổ. Nên khi thấy mình yếu đuối nhất, Thoại Mỹ đã tìm đến cửa nhà Phật để tìm kiếm cho mình hai chữ bình an. Trong sự tĩnh lặng của không gian và thời gian, thì Thoại Mỹ đã nghiệm ra một chân lý. Rằng trong tình yêu, cô tin vào số phận và chữ duyên, hay để mọi thứ tự diễn ra, và lắng lòng lại để đón nhận những gì sẽ đến với mình. Khán giả ngày nay rất có thể được biết chồng cũ của Thoại Mỹ là ai, bởi tất cả đã cho vào dĩ vãng. Giờ đây mọi thứ đến với chị đã nhẹ nhàng hơn, chị đã chấp nhận và bỏ qua tất cả. Thoại Mỹ luôn tâm niệm, chuyện đó qua rồi đừng nên nhắc lại nữa. Đó là cách để chị quên đi nỗi buồn, giận hờn và cả những tổn thương trong quá khứ, để sống bao dung và vui vẻ hơn. Hiện tại thì Thoại Mỹ sống cùng với hai người con nuôi. Nhìn con lớn khôn thì dặn lòng, sẽ để con phát triển tự nhiên. Nếu sau này con thích đi theo nghệ thuật, thì chị sẽ là người truyền tất cả những gì mình biết cho con. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cho biết, cô rất hiện tại và bằng lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống của chị bây giờ đang nhiên hơn trước từ khi được một người bạn hướng dẫn đọc chú Đại Bi. Ngày ngày Thoại Mỹ vẫn đọc kinh, với chị đó là một cứu cánh cho cuộc đời. Về những dự định trong tương lai, thì Thoại Mỹ vẫn luôn ấp ủ trong lòng ý tưởng sẽ xây dựng một mái ấm tình thương để cho người già và trẻ em có chỗ nương thân, để nhiều người không phải lâm vào cảnh khổ.